nhấc cái tivi xuống xe thì vô tình làm rơi nó xuống đất, vậy là mua về chưa kịp cắm điện thì đã bị trở đi sửa. Thế nhưng hai ông anh kia chỉ nhấc mỗi cái thùng đi, cái tivi thì để lại. Mở thùng ra không thấy gì bên trong hết, đúng lúc đó lại có một anh trai đi ngang, thế là hai ổng không nghĩ nhiều liền lôi người ta vào nhà. Cho đến khi thằng bạn gọi điện thoại đến, hai ổng mới biết mình hiểu lầm người ta. Ông bạn mà gọi sớm xíu nữa thì anh trai áo xanh đã không thành bộ dạng thế này rồi.